Ok, hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại trên của mình. Thì mình sẽ chơi tiếp Pokemon Light Platinum bạn ơi. Thì hôm qua mình đã làm xong nhiệm vụ là trong khu gần đánh bại team Steam á, để đưa thằng Victor về bạn. Thì ở đây là vô đánh Victor nha. Rồi, thì bây giờ thằng Red nó sẽ từ trong phòng Victor nó chạy ra bạn, tại vì nó có thách đấu xong bạn ơi. Đó. Đây, ồ. Nó bắt nó đánh mình luôn bạn ơi. Phải. Nó sẽ là người đầu tiên test cái sức mạnh của mình bạn. Trong này có tất cả những cái men chính là trong store trong tất cả các vùng luôn nha bạn. Nãy giờ mà mình thấy tất cả các vùng như là men Red nè, Ron nè, Ash chút rồi bạn. Diamond luôn rồi, mình chưa thấy thằng Red thì chưa gặp nè. Chứ thằng bên game 5 chưa gặp. Ôi nó có Riolu luôn nè. Giá tiếng của Pokemon nó vẫn không được chuẩn lắm bạn. Ồ, đánh xong Red nó cho mình tiêu chí HM01 thì chỉ có cỏ bạn. Đó, bây giờ mình sẽ vào đánh nha bạn. Thì đảo quán ở đây nó là hệ côn trùng nha bạn, đó là hệ lửa giúp mình. Vô đây mà cày con Willaba nè, cày đã luôn rồi. Trong đấu khoáng mà cũng có một cái mon bằng giả nữa. What the hell?
phải né né những cái ổ này ra, những cái ổ của mấy con này ra bạn, chứ gặp điện đi ngang nó là nó sẽ gặp tấn công mình. Phải rồi, tắt không rồi trời. Này nha, đừng có đi lên cao quá bạn. Đừng ông có đi cái đó. Nên đi hết ra kìa. Đây thì chứ giờ mà né né con ông này ra bạn. Không. Ô. Đánh những người chủ nè bạn. Cái con ông chúa này. Ở đây game leader của mình là nó show ra con Pokemon chủ lực mạnh nhất của luôn các bạn. Còn như vậy nó mới nói kinh nghiệm nhiều nữa. Mình có nguy lao vã mình vô chấp cả nguyên cái đầu quái này luôn rồi bạn ơi. Có lợi thế vẫn là hệ lửa nha bạn. Đó, blank break. Bây giờ mình tới xài được tìm kiếm hóa ăn không mổ ngoài, bên ngoài rồi. Chuyện này tình yêu toxic các bạn. Tạm thời mình sẽ giải tình yêu 201 cho con Venom Soul nè. Tại khi nó cho chắc chắn là phải sử dụng nha bạn. Chứ không có nó không có game nó cho khơi khơi gì đâu. Để mình sẽ bỏ tình yêu phấn độc đi. Giờ mình sẽ quay về khám bệnh trước. Những người ở đây, những cái nhà ở đây hầu như là mình sẽ vào hết trơn các bạn. Mình vào hết rồi để xem gì cho hết rồi. Không có gì cho. Chỉ cho là mỗi tiệc chiêu kia các bạn. Còn cái University hiện giờ mình chuẩn bị vô các bạn. Cái trường học Pokemon. Giờ mình sẽ khám bệnh xong mình sẽ vào cái trường học Pokemon.
Đâu có chừa Pokemon ở trên này nữa bạn. Nhưng ông này đang ngủ. Ông này cho mình ép đi xe nữa bạn. Giờ sẽ lên lầu. Cái này cho một cái món Zenba các bạn, cho Satan Zenba nè, hay chắc cô nữa bạn. Thì các bạn có thể lấy bất kỳ con nào cũng được. Chắc hay là chắc có tổ chức. Và nào sẽ coi có tổ chức không. Đó tổ chức nè bạn. Vậy con tiếp theo sẽ là mua kit nha. Giờ sao biết lấy con nào các bạn. Lấy nhưng mà nó có chơi đâu. Đây mua kit nè. Tại vì bản này nó không có mega các bạn ơi, nên các bạn có thể lấy bất cứ con nào cũng được. Rồi lấy đại tổ chức đi đem về nhà cũng được các bạn, chả làm gì. Ok, lấy tổ chức rồi. Là 10 sẵn luôn nha. Tổ chức này chắc thức ở nhà chứ mình đâu cày tổ chức này đâu. Nó cho trễ quá các bạn. Ở chứ nó cho sớm mà còn cày thay cho con quy con chuột lửa. Giờ nó cho nó hơi trễ rồi. Chứ mình bỏ con tổ chức ở nhà luôn để kiếm con khác cày. Sau này mình sẽ cày cũng chưa biết các bạn. Cứ tạm thời cứ bỏ nó vô con ké trước đi. Chết, nó không có đồ gì chạy. Đây mình sẽ bỏ một con này qua cũng 14 nè. Shutter mình sẽ bỏ một liên đi. Rồi ok. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp. Đây là cái trại chỗ lấy mật ong của con bé không công phe này các bạn. Để đây vẫn chưa có người bán nha, thì mình nghĩ sắp tới sẽ có người bán thôi. Gì đây? Mới vừa nhắc luôn. Nó cho mình đâu vậy chạy các bạn. Trời ơi, phải sao đi một mới cho mình nói gì tôi chạy. Nó nói là cái đạo quán tiếp theo là hệ cỏ. Bạn nên sử dụng Pokemon hệ lửa, ngon. Cái game này Gym 1 là hệ côn trùng, Gym 2 là hệ cỏ trời. Rồi bỏ con này á, càng đi đến kit các bạn. Thôi giờ mình chạy được nè bạn. Phải vậy chứ, đi bộ mà lâu cũng chết. Elixir không biết level mấy tiếng quá bạn, bây giờ là tận cũng level 23 rồi. Chưa 2 tiếng quá nữa. Trời tận 5 con Pokemon nữa bạn ơi. Mà
không biết con Aetherbus nó có tiến hóa nhờ đá điện lên Aetherizer không các bạn. Nhiều khi là không có bắt nó thì nó cần những liên cá tiến hóa khác. Bây giờ mình chưa biết. Hy vọng nó sẽ tiến hóa bằng đá điện luôn. Chờ đỡ gì các bạn. Dù sao vẫn gom hắt thì chắc chắn nó sẽ không có chen đâu các bạn ơi. Tại mà có hoài chi mà ngon lành với mình luôn. Con này là con tiến hóa thể thứ hai của Bidot nữa bạn. Tức là mình, cái cây này dùng để mình bỏ đổ mật ong lên để dụ được những một cái mon tới các bạn. Quick Cloud. Gì đây? Nói tên của nó là Lunit và đến từ Lauren Vision. Solana. Hai người này mặc trang phục này là trang phục của Pokemon Ranger các bạn ơi. Cái biệt đội Ranger mà biệt đội mà xài cái quả gì các bạn. Nó không phải là xài Pokemon nha. Trong một cái câu chuyện nếu mà các, nếu các bạn có chơi Pokemon Ranger á thì nó chơi cái quả con rượu á. Nó cái quả con lắc á thì nó thuyết phục và thu phục Pokemon để giúp vượt qua những cái sự kiện hay là những cái địa hình nào đó. Sau đó nó sẽ thả Pokemon đi nha bạn. Đây là biệt đội bảo vệ Pokemon Ranger nha. Chứ nó không phải là nhà huấn luyện đâu. Nếu các bạn thích từng chơi bản Pokemon Ranger trên phiên bản NES á thì các bạn sẽ biết một câu chuyện thế giới Ranger luôn. Hai người này mặc hai bộ đồ giống nhau nha các bạn. Nó cũng là một nhân vật nam và nhân vật nữ trong một cái Pokemon Ranger đó. Nếu các bạn có chơi thì các bạn sẽ chọn được một trong hai nhân vật này. Rất là hiếm khi mà xuất hiện trong những cái bản ROM hack hay là những Pokemon truyền thống nha các bạn. Gì đây? Người để cho mình chơi cần câu cá nè bạn. Oh man. Ở đây câu được con Garador luôn này. Rồi được 6 con Pokemon luôn. Cái bản rơ này đến giờ mình vẫn không tìm thấy bản đồ nó đâu mà. Trời ơi, không có bản đồ là mình hầu như là mù đường luôn á, chỉ biết đi tới thôi bạn. Và mất con Pokemon này để nó hệ đất nữa. Ok,
cái sơn trực cháy đây nè. Rồi để mình hồi máu lại cho con gì đã. Super Poison là đủ rồi. Phải công nhận với các bạn luôn là game này game chai hát nhưng mà chai hát rất là có tâm luôn nha các bạn. Nó cho mình chiến trainer rất là nhiều cái mon nó cày luôn á. Toàn là 4 con trở lên không à. Hiếm quá thấy bữa nào là đầu game nó 4 con rồi. Chứ chưa lúc nào mà gặp con trainer nó đưa 3 con các bạn. Còn Electivire và Electric nào mới là bao nhiêu tiếng quá là Electabuzz nữa. Để bỏ đi chiêu này. Hết tình chiêu luôn rồi. Tạm thời sẽ đỡ để ăn lửa lên đi cho nhanh mà. Quay clip mà sợ rất là tốn thời gian thôi. Carbon nữa. À đây là hình như là một cái nông trại các bạn ơi. Có nuôi bò sữa nè. Thank you.
vãi. Hồi máu 2 lần. Rồi. Thấy đúng mà đây là một cái nông trại nuôi bò sữa bạn ơi. Ha, à, cái trong bạn sẽ mưu tăng nữa bạn. Rồi công nhận là Pokemon nó hay, nó cực, nó cho rất là nhiều nha. Cho thì mình cứ lai trận thôi bạn. Ô thằng con nữa bạn. Vãi lại đấu với nó nữa. Quên mất con ấy khiến mình hết được chiêu điện các bạn. Cái cú thật. Ở đâu tự không có thu hồi lại con quỷ để đưa con hồi lửa ra đánh mình ghê chứ. Ồ, có Solac các bạn, đây là Hero Farm. Hero Farm chứ. Đây là nông trại tên là Hero các bạn. Đúng rồi, đây nông trại nuôi bò sữa rồi. À, ở đây nó nói gì? Để đánh thức con Solac đang ngủ thì chúng ta phải có mực ong. Oh man, mực ong lấy đâu ra trời. Để coi bán mực không không. Vậy là không ai bán mực ong cả. Đây. À, để bán sữa bạn, đây nông trại sữa để bán sữa. Nhưng mà không là mình phải quay về cái thành phố hồi nãy bạn, quay về cái thành phố hồi nãy nó mới có mực ong cho mình rồi. Đúng không? Đúng rồi, bây giờ mình phải quay về cái thành phố hồi nãy để mua mật ong các bạn ơi.
Vậy là các bạn này là quà bán mật ong đó bạn. Trời đất ơi, bả là chủ tiệm mật ong ở dưới thành phố kia, bả không bán mới chạy anh đây, chịu nổi phải không? Bây giờ phải quay chạy xuống thành phố kia để kiếm bả mua ong lại, rồi phải chạy ngược ở đây đánh thức con quỷ Solak này. Trời đất, game nhiều khê vãi liền. Giờ phải bò về nhà, bò về dưới xong rồi đi ngược xíu rồi đi lên lại. Để mình xem mình có mấy cái mua được mấy refresh không, mình mua luôn các bạn. Ở bên chính gặp một cái mô nữa mày. Đó. Đây nè, bà chạy ra đây, bà bán mật ong lại nữa bạn. Đó, mật ong. Mua hai cái, có hai con ngủ mới mua hai cái các bạn. Về quay về khám bệnh cái có mật ong rồi phải chạy đánh thức con gấu ngủ các bạn ơi. Đây khoan khoan khoan, vô đây để mua đồ xem có mấy cái effect mua chưa. Ồ, bán được max effect luôn đó bạn, mới ở team 1 thôi bán được max effect luôn, ngon lành. Trời, đúng là game này nâng được cao cho món đồ bán ngay đầu game phải. Lên lại cái chỗ nông trại để đánh thức hang gấu ngủ dậy các bạn. Ta cái này đánh gặp Pokemon rồi các bạn. Rồi, ok, mình xin tiếp tục clip ở đây nha. Cảm ơn các bạn theo dõi mình. Các bạn thấy hay, các bạn chụp like, lượt subscribe. Nhấn cái kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.